Quảng Ninh, sạt bùn tại mỏ than, một công nhân tử vong, một công nhân mất tích. Công ty cổ phần than Cọc 6, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vừa xảy ra sự cố sạt bùn. Đất đá khu vực tầng âm 270 xuống khiến một công nhân tử vong, một công nhân mất tích và 6 công nhân khác bị thương. Sáng ngày 22 tháng 12, thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả, khoảng 18 giờ 5 phút ngày 21 tháng 12 tại tầng âm 270 mông khai thác khai trường công ty cổ phần than cọc 6 Vinacomin đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong, một nạn nhân mất tích và 6 công nhân bị thương. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả Phạm Văn Kính đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, công ty cổ phần Than Cọc 6 cùng các cơ quan chức năng chỉ đạo trực tiếp công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân, thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả tập trung các y bác sĩ và điều kiện y tế tốt nhất để cấp cứu, điều trị cho người bị thương. Được biết, công nhân tử vong là anh LTT sinh năm 1988 và công nhân mất tích là anh HTH sinh năm 1976, đều là công nhân vận hành máy xúc thủy lực có hộ khẩu thường trú tại khu 2B, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do sự cố sạt bùn và đất đá tại khu vực tầng âm 270 xuống. Hiện các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm công nhân đang mất tích HTH. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả đang chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời tập trung cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân bị tử vong. Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong và 6 công nhân bị thương mỗi công nhân 1 triệu đồng.